mình với gia đình cũng cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đã trong suốt 2 năm vừa qua, cả nhà đã luôn ủng hộ hai chồng mình để kênh mình đã đạt được cái thành tích mới cả nhà ơi. Đó là đạt được 50.000 sub. Rất là vui luôn á. Xin chào cả nhà. Thì giờ mình với Út đang ra sau nhà cả nhà. Sau nhà mình thì có một cái cây ớt hiểm, trái rất là nhiều luôn. Thì mình để mình ra đây mình hái ớt rồi về chế biến món ăn cho cả nhà xem ha. Thì món ăn hôm nay mình thực hiện cho cả nhà xem đó chính là cái món gà nấu lẩu ớt hiểm cả nhà ơi. Cái món đó cũng rất là đặc biệt luôn, cả nhà nhớ đón xem nha. Thì giờ tới cây ớt rồi để mình quay cho cả nhà xem cái cây ớt của nhà mình. Ôi trời. Cái cây ớt này nhìn thì nó cũng nhỏ thôi nhưng mà trái rất là nhiều luôn cả nhà. Đây, cả nhà coi nè. Trái rất là nhiều luôn. Giờ hái đúng rồi. Ông hái mấy trái ớt xanh này nè. Thì cái lẩu ớt hiểm á thì hái để sử dụng nấu là cái trái ớt màu xanh này. Đây, cái trái ớt này nè. Chứ không có cần hái cái trái ớt chín đâu. Trái ớt chín nấu lên nó sẽ cay lắm. Bởi hái mấy cái trái ớt xanh này nè. Cái này nấu cũng cần nhiều trái lắm á. Ồ, cây này nhà mình nhiều dữ. Dữ. Rồi đó coi. Hôm bữa giờ con cũng đâu biết đâu. Quá chừng luôn. Cây này là nhà mình không có trồng. Nhưng mà như là nó tự mọc á cả nhà. Nhà mình đâu có trồng đâu. Rồi nãy giờ hai con cháu mình hái được mớ ớt này cả nhà. Rất là nhiều luôn. Quá chừng luôn. Thì cây ớt này vẫn còn trái nha. Còn trái rất là nhiều luôn á. Nhưng mà thôi để cho nó chín đi. Còn mình nấu lẩu á thì chỉ cần nhiêu ớt này là đủ rồi. Thì đây là cái con gà nãy mình mua về nè cả nhà. Thì hồi nãy mua về mình cũng đã làm sạch hết rồi. Nhưng mà sao nãy coi lại thì thấy nó còn hơi lông nè. Để giờ mình nhổ sơ sơ lại. Chị thấy lòng cũng hơi sợ cả nhà. Vì bữa nay Nhi phụ mình không được cả nhà. Tại vì bé nó đang khóc ở trong á. Nhi đang canh á. Người bán nói với mình này là gà đất nên ăn thịt ngon lắm. Mà không biết sao rồi. Rồi như vậy là cái con gà của mình đã rửa sạch và nhổ lông kỹ rồi cả nhà. Đẹp đẽ ha. Rồi, giờ mình bắt đầu đi chặt thịt gà thôi. Mình chặt cái miếng vừa vừa ăn á. Rồi, ở dưới quê mình hiện tại đang gió quá chừng luôn. Bởi vậy âm thanh nó hơi bị ồn, cả nhà thông cảm cho mình nha. Bây giờ ở đây mình có chuẩn bị là một ít muối nè, một ít hạt nêm, một ít đường với một ít bột ngọt nha. Giờ mình sẽ bỏ vô để mình ướp gà. Rồi, bỏ vô hết luôn. Dưới đây mình có chuẩn bị thêm một tí nước mắm nữa cả nhà ơi. Đó, mình ướp hơi lạt lạt thôi, không cần phải mặn lắm, không còn nó vừa ăn lắm đâu. Tại vì một chút nữa hồi mình còn nếm nếm lại nữa. Giờ mình trộn đều lên. Thì lẩu gà ớt hiểm á, muốn ngon á thì mình phải có cần rau với bún ăn kèm chung á cả nhà. Bởi vậy chắc giờ mình cũng phải là đi chợ mua một ít rau với một tí bún. Giờ gà mình á thì mình để trỏng đi cho nó thấm đi. Rồi chút mình về mình chế biến ha. Thank you.
giờ có Nhi với Út yêu ra phụ nè cả nhà ơi. Hồi nãy mới đi chợ về luôn. Bây giờ mình bắt đầu chế biến thôi cả nhà. Giờ Nhi bắt đầu xào nha. Xào cái nguyên liệu trước. Cái nguyên liệu xào có là xả với hành tím với tỏi cả nhà. Có thơm á. Xào lên bột trước cho nó thơm đi. Rồi mình hãy để gà vô. Thơm. Thơm em, thơm không? Để gà luôn. Giờ nè, xào vẫn được sắp xăng rồi, cái mình để nước vô cả nhà. Khói quá. Trời, còn... thêm nước này chắc thêm nước rồi em. Còn miếng ca nữa kìa. Một ca nữa. Hey. Rồi được em ơi, ngồi có thiếu đủ gì hồi chiêm sao đi ha. Cái nồi gà mình nãy giờ cũng 5 phút rồi cả nhà. Giờ nước nó sôi ghê luôn rồi. Giờ mình sẽ dứt bọt nha. Trời, nó khói. Khói quá. Nấu bếp củi khói lắm cả nhà. Nó sực lên mắt cay ghê luôn á. Nhưng mà được cái nấu bếp củi là nhiệt độ nó rất là cao luôn. Bởi vậy cái nồi mình nấu ở đây rất là nhanh sôi. Còn nấu bếp ga thì lâu sôi lắm. Cái nồi gà của mình cũng sôi nè cả nhà. Thịt đó mềm hết rồi. Giờ Nhi chuẩn bị để củ cải vô nha. Nè. Rồi như vậy là cái phần gà của mình đã chín rồi cả nhà ơi. Đó. Cái nồi lẩu của mình đã chín rồi đó. Thì cuối cùng á, thì mình sẽ để phần ớt vô, ớt hiểm nè. Hồi nãy mình giúp yêu hái nè. Đó. Quá chừng luôn. Này cái trăm trái. Mình để hết vào ha. Đó. Rồi. Rồi thì giờ mình sẽ múc ra cái nồi nhỏ để ăn cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời ớt. Cái mùi ớt hiểm á cả nhà. Nó sực lên mũi. Nè. Cả nhà coi nè. Nhìn cục thịt gà ngon ghê chưa. Giờ mình sẽ múc vào cái nồi nhỏ nha. Củ cải cũng mềm hết rồi cả nhà. Rồi như vậy là nồi lẩu gà ớt hiểm của tụi mình đã làm xong rồi nè cả nhà. Đấy, thật sự cái nồi này rất là thơm cả nhà. Với cái mùi ớt hiểm nó sực lên mũi mình rất là đặc biệt. Nhưng mà nghe cái mùi nồng thì chắc là không có cay đâu anh ha. Không có cay, tại vì nãy anh nêm thử cái nước á thì thấy nó không có cay. Tại vì cái cuốn này em thấy có còn cái cuốn này không, nó không có bị đứt ra, không bị bể ra. Tại vì mình nấu ít chứ nấu mà lâu chút xíu nữa chắc đúng rồi, nếu như mình nấu lâu nữa là sẽ rất là cay đó cả nhà ơi. Tại vì trái ớt mình nó bị bấy đó. Nhưng mà trước khi ăn thì mình với gia đình cũng cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đã trong suốt 2 năm vừa qua cả nhà đã luôn ủng hộ hai chồng mình để kênh mình đã đạt được cái thành tích mới cả nhà ơi. Đó là đạt được 50.000 sub. Vui luôn á. Được 50.000 người đăng ký rồi cả nhà ơi. Đúng rồi, thật sự hai chồng mình gia đình rất là vui cả nhà. Mình không có nghĩ là một ngày đó kênh của mình lại có nhiều người đăng ký đến như vậy. Đúng không em? Đúng rồi, thì Nhi cũng xin đại diện Út Yêu luôn ha. Cả gia đình luôn cũng xin cảm ơn 50.000 người đăng ký, cũng như là cảm ơn những người mà chưa đăng ký thì cũng đã theo dõi kênh của mình ha trong suốt thời gian 2 năm vừa qua. Đúng rồi, thật sự đối với những người kênh khác thì không biết sao, nhưng mà đối với tụi mình á thì 50.000 là một con số rất là lớn cả nhà. Mình rất là trân trọng mọi người. Đúng rồi. Thì có mọi người thì mới có kênh Miệng Tư Yêu đến cái ly như ngày hôm nay ha. Một nữa thì cho gia đình mình cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn cả nhà đã, trong suốt 2 năm qua đã luôn ủng hộ kìa. Thì đối với những kênh lớn khác thì con số này cũng không có là bao nhiêu chơi, nhưng mà đối với gia đình mình thì đó là con số rất là lớn rồi. Đúng rồi. Bởi vì gia đình mình rất là vui luôn á. Thì hy vọng trong thời gian tới thì cả nhà sẽ tiếp tục luôn ủng hộ kênh của mình nha.
Thì về phía tụi mình thì sẽ cố gắng ra những cái video nào đó hay nhất để gửi đến cả nhà, sẽ cải thiện về chất lượng video cũng như là nội dung đó cả nhà, để cho cái video mình càng đặc sắc hơn. Thì mình sẽ cố gắng hết cái khả năng của mình có được ha. Rồi thì giờ mình mời cả nhà ăn chung với ba cô cháu mình nha. Dạ. Cái món cũng rất là đặc biệt này cả nhà. Dạ. Thật sự luôn á. Em mở lửa rồi nha, cho nó sôi sôi xíu. Cái này nó đã sôi sẵn rồi, mình mở cái nó sôi luôn ha. Tại vì nãy mình để đuối riêu á. Bữa nay mình ăn chung với rau. Có thể là cả nhà không thấy rau nhưng mà để cho cả nhà xem nè. Tên tên. Hai con rau chà bá luôn. Hôm nay mình sẽ ăn lẩu ngọt nha. Nấu gà, nấu ngọt chứ không có nấu chua cay. Đây là cái rau gì em? Hồi nãy đi mua rau rau tầm ô với lại xà lách son. Xà lách son. Là để chiên gì ăn lẩu ngọt. Lẩu ngọt ha. Đây. Thôi mình thử cái nước trước đi. Đặc biệt cái nước nha. Ôi trời, quên nữa rồi em ơi. Cái giá đâu? em lấy giá đi. Quên hoài luôn. Thì không biết là cả nhà đang suy nghĩ không biết là cái nước này có cay là không. Tại vì gần hơn 100 trái ớt nằm trong đây nè cả nhà. Thì mình để thử nước leo rồi mình nêu cảm nhận cho cả nhà xem ha. Anh sẽ không ăn bún đâu, anh sẽ thử cái nước đầu tiên cơ. Anh lấp cho Vi nè. Anh múc nước cho Vi. Anh thích chén nước mắm. Hôm nay tụi mình ăn chung nước chấm gì em? Hôm nay mình sẽ ăn nước mắm ớt nè. Mình để vào cái hiển nấu vô nè. Ồ, cái mùi ớt hiểm. Ý chà. Cái người nào mà mới nghe cái mùi này là thấy là cay lắm rồi nha. Rồi. Hay là mình nhậm ra đi rồi anh ơi. Chứ để nó càng lâu nó sẽ chặt ớt da cay lắm. Nhưng mà hồi em ăn rau không chú ý nha, sợ trái ớt nó kèm vô cái rau. Đúng rồi, dính vô cái rau cay lắm. Nhưng ấy là cay dữ lắm luôn á. Cẩn thận nhớ. Bây giờ em sợ nó hồi sâu nhiều á. Chặt ớt ra. Được rồi. Cái mình giảm nhiều á. Rồi đợi cái ấy đi, nhưng mà giờ anh muốn thưởng thức trước cái nước rồi. Thử coi sao. Giờ mình mời cả nhà ăn chung nha. Mời cả nhà đi. Mình sẽ hấp cái nước rồi, nếu cảm nhận cho nhà xem. Mời nó nãy dùng luôn. Cái nước rất là thanh cả nhà ơi. Nó không có cay nhiều nhưng mà có hơi the the, theo mình cảm nhận là hơi the the. Nhưng mà cái mùi á nó rất là nồng. Cái mùi của ớt á nó xịt lên mũi mình rất là nồng, nhưng mà mình khi mà mình nếm thì nó không có cay. Được lắm. Tắt lửa đi anh, để hồi cái gì nước không nữa. Nó có hơi the the chứ không cay lắm đâu, em ăn được. Tại vì như em trong thời gian cho con bú á cả nhà, không biết là ăn cay nhiều quá có bị ảnh hưởng đến sữa mẹ không nữa. Bởi vì cũng không dám cho Nhi ăn cay nhiều á. Với lại mình cũng chưa dám ăn chua nên hôm nay nó lo ngọt luôn cả nhà. Con gà thích nó ngọt. Gà thích ăn rau. Để con gắp rau cho yêu nha. Yêu cũng thích ăn rau nữa. Nhưng mà Yêu cẩn thận, trong đây nhiều khi có ớt nha Ốc Yêu. Còn có chén Út cũng có ớt nữa nè. Ốc Yêu. Cảm ơn. Cái mùi này thơm quá em, cái mùi rau này rất là thơm nè. Đúng rồi, tại vì rau đặc biệt ăn lẩu mà. Cảm ơn. Cái này xà lách son đúng không? Rất là thơm. Anh rất là thích ăn cái rau này nè. Nó mùi nó thơm lắm cả nhà. Hai loại nào cũng thơm chứ. Giờ mình quay cho cả nhà xem á. Là cũng giờ cũng làm tầm 6 giờ chiều cả nhà. Bởi vậy không chiều, bởi vì hình ảnh nó không được tốt á, mong cả nhà thông cảm nha. Tại vì mình quay mình thấy ớt rồi này nọ lúc khoảng 1 giờ chiều á, mà giờ tới giờ chưa xong cả nhà thấy không? Làm một cái video rất là cực luôn cả nhà. Chứ không có đơn giản. Nấu thì cũng không có lâu lắm nhưng mà mình quay rồi đó. Tại vì mình làm rất là nhiều công đoạn. Rồi mà nãy thì lúc đầu video thì Nhi không có phụ mình được cả nhà. Tại vì Nhi mới em chăm bé đó. Đến giữa video thì Nhi có gặp phụ. Tại nãy em bé nó cũng hơi quấy khóc á, mình dỗ nó ngủ á. Mình mới ra phụ anh. Huy ăn thấy sao Huy? Ngon. Uống cho cái còn nước, ớt nào. Cái nước vừa ăn rồi đúng không? Nó vừa tới mà nó thanh thanh mà nó ngọt ngọt. Không phải cái đồ thanh nữa. Cái gà này cũng ít mỡ nè. Không thấy mỡ ra nhiều.
Đúng rồi, đâu có đóng mà mở tên đâu đúng không? Có nhưng mà ít. Tại lúc mình mua á thì cái cô chủ nói là cái gà này gà đất á nha. Gà đất, rồi ăn thịt nó rất là dễ dặt luôn, ngon lắm. Nè chiều có món ăn này ngon không? Nãy mình có múc vô cho mà nội với cha mẹ chưa mà cha mẹ rồi. Tới chiều nay cả nhà mình ăn cơm chiều món này luôn. Đúng rồi. Thì cái nồi lẩu này thì chưa tới một nửa của con gà đâu cả nhà. Thấy nhá thì vậy thôi chứ thật sự cũng còn trong cái nồi lớn kia rất là nhiều á. Cái mình có múc vô cho ông bà nội với cha mẹ để dành cho cha mẹ mình rồi. Nên phần này là của ba cô cháu. Gà này cũng lớn anh, chành 2 kg không ạ? Gà này 2 kg đây. Gà trống á. Ngon lắm. Gà trống nhìn nó da nó săn con luôn, ngon lắm. Rồi mên mặn á. Có Biêu đó giờ Biêu có ăn món lẩu này chưa Biêu? Chưa ha. Thì mình nghe nói hoặc là mình thấy ở trên bất cứ đâu á, nhìn cái nồi lẩu này thật sự rất là nhìn rất hơi sợ sợ cả nhà. Thế nhưng mình lần đầu tiên mình chưa cảm nhận, mình chưa có ăn á, thì mình nhìn vô nồi lẩu này rất là sợ luôn. Tại vì sao? Tại vì quá là nhiều ớt đi. Sợ cay. Những cái ớt này không biết làm sao. Khi mà mình nấu rồi không biết nó cay là không, thì đó là một câu hỏi mà theo như mình lần đầu tiên mình thấy nha. Nhưng mà thực tế khi mà mình thưởng thức cái món này rồi thì mình thấy là cái độ cay của ớt không có nhiều cả nhà. Nhưng mà cái hương vị của trái ớt nó sẽ rất là nồng. Nó sẽ rất là đậm đà có cái hương vị. Nhưng mà cái mùi cái vị của nó thì nó không có cay cho lắm. Mình vẫn có thể ăn được, ngon được. Có thể là cái người nào ăn cay dở vẫn ăn được cả nhà. Như đây là Nhi là ăn cay dở nhất luôn á. Nhưng mà em vẫn ăn được. Nghe cái mùi nấu từ xa lúc nãy thì mình nghĩ là cay, rất là cay luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà khi nếm vào thử thì nó không có cay. Hồi nãy mình nấu mà mẹ mình nói thôi rồi, quá trời đậu thôi chứ. Cái này là sao ăn được? Cái này không được đâu. Đúng rồi, không được. Nhưng mà thật sự ăn rồi thì thấy nó thanh lắm, rất là thanh. Mà thích cái mùi ớt á, cái mùi ớt á. Nó làm tăng cái hương vị lên cả nhà. Cái mùi ớt hiểm mới đặc biệt chứ còn đâu có kia đó. Đúng rồi. Không có mùi nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Ớt hiểm mới đặc biệt. Nó làm tăng hương vị của cái nồi lẩu mình lên rất là ngon. Thường người ta ăn á, thường ăn trái ớt sống em, chỉ có cái độ cay á, để người ta tăng cái hương vị á, chỉ có cái mùi thơm. Ớt này tác dụng là mình theo mình nghĩ là để vô để tăng cái hương vị thôi. Chứ nhìn nó hấp dẫn á, nhìn ớt nhiều, nhìn nó hoành tráng vậy đó. Nhưng cái ăn cũng phải cẩn thận nha, mà cái nhà nha. Ăn mà dính một cái ớt ăn vô mà dính cay lắm rồi. Cay đấy. Tụi nhưng mình mà... thì ăn cay dở kìa. Cái nước không cay nhưng mà ăn trúng cái ớt là cay lắm rồi. Ăn thịt chưa? Thịt gà chưa? Nó thấm ngon anh. Phải có để củ cải trắng vô nó ra nước ngọt. Ăn củ cải cũng ngon. Mà thật sự hai tụi mình biết cái món này đó giờ nhưng mà cũng chưa có ăn, mà cũng chưa có làm món này lần nào luôn á. Mình thấy người ta làm, với lại mình cũng coi trên mạng á, thấy bắt chước người ta làm xong làm ngon. Hôm nay làm ăn thiệt kiểu ngon thiệt, rất là ngon cả nhà, thật sự luôn. Úp hết đây không mất úp rồi. Bữa nay mình đặt cái camera hơi gần đó cả nhà, bị cái góc nó hơi hẹp. Úp sẽ đây chiếc xíu luôn, để không thấy úp quá, để cả nhà không nhìn thấy á. Rồi, rồi đó. Lần đầu tiên mới ăn món này á. Ngọt. Đi ra cho em. Vậy mặt lỗi luôn. Nó ngon quá. Cái gà này là thích hợp ăn lẩu luôn á. Gà lẩu mà. Lẩu ngọt đó nha. Còn lẩu chua thì mình sẽ ăn rau muống, rau nhút nữa. Còn lẩu ngọt thì đặc biệt ăn với gà này ngon á. Thêm miếng lên, nó hỏi nó xịt hết rồi. Cháu Bi nữa, Thì cũng có nhiều người lắm muốn tìm hiểu về anh cảm ơn về cái công việc của tụi mình á cái nhà, cái công việc làm YouTube á. Thì có nhiều bạn, nhiều anh chị thì nói cái công việc này quá là nhẹ nhàng, đơn giản. Rồi nói không có gì là cực khổ hết, chỉ cầm máy lên quay rồi đăng vậy thôi, công việc nó quá nhẹ nhàng. Nhưng mà thật sự ra thì người trong nhà mới biết cả nhà.
có những cái khó khăn mà mình cũng đâu có bao giờ mình tiết lộ cho cả nhà biết được đâu, mình đâu có thể nào chia sẻ được đâu. Nói chung là nghề nào cũng có một cái vui, mình có một cái khó khăn riêng chứ. Đúng rồi. Thì mình nếu mình có đam mê thì mình tiếp tục vậy thôi. Chứ mình đi làm mà sao mà bình yên được cả nhà. Cũng phải có những cái khó khăn nào đó mà mình không thể nó ra thôi. Nhưng mà muốn mà sướng cũng được đó. Quay đơn giản nhưng mà đơn giản thì đâu có ai coi đâu. Ừ. Đơn giản thì nó clip nó không được hay cho nên không có ít người coi á. Bởi mình phải đầu tư, mình phải quay sao cho cảm thấy nó bắt mắt chút xíu. Thì tụi mình trong 2 năm vừa qua thì làm clip á chỉ bằng một cái điện thoại thôi đó nhỉ. Thì mới vừa gần đây thì mình có đầu tư thêm một cái máy quay mới, cái điện thoại mới thôi nhỉ. Thì chất lượng hình ảnh thì dần được cải thiện hơn. Chứ thật sự ra đó giờ tụi mình chỉ một cái điện thoại. Từ đó giờ luôn. Cái A7 á. Nó là bạn của mình trong suốt cái chặng đường vừa qua đó cả nhà. Thì có nhiều anh chị hỏi sao không sử dụng cái máy quay, mua cái máy quay, mua cái laptop rồi này nọ cho cái hình ảnh nó được tốt rồi thấy nó chuyên nghiệp hơn thì mình cũng muốn lắm. Hai chồng mình cũng rất là muốn thay đổi nhưng mà thật sự kinh phí không có. Kinh phí chưa có cho phép cả nhà. Thật sự mình đang mới vừa có con đây, dồn hết sức vào cho nó nữa. Mà dồn vô đây nữa thì thật sự rất là khó đối với mình nữa cả nhà. Bởi vậy về phần đó thì mình cũng ghi nhận rồi mình sẽ từ từ để mình có thể là hoàn thiện hơn á cả nhà. Còn nói gì một sớm một chiều để có được tất cả thì chắc hẳn là hai chồng mình không thể nào làm được. Nhưng mà hẹn cả nhà nha, có một cái thời điểm nào nhất định á thì mình sẽ thay đổi. Tại vì cái tiền làm YouTube cũng đâu có nhiều đâu cả nhà. Đúng rồi. Chứ nhiều anh chị hỏi chứ nhiều bạn hỏi chứ comment về kênh của mình á, hỏi tiền làm YouTube một tháng được nhiều không anh, thấy anh làm vậy khỏe quá mà chắc tiền cũng cao lắm hả. Thật sự rất là mình nói cả nhà ít lắm cả nhà ơi, không có được cao như mọi người nghĩ về cái kênh của mình đâu. Với lại kênh mình còn nhỏ nhưng mà thì kênh lớn là chắc phải nhiều tiền hơn. Đúng rồi, tại kênh mình còn nhỏ quá rồi mình phải bỏ ra những cái chi phí nè. Thì chi phí làm clip cho cái này nè vốn đôi khi á, thì có những clip á, thì mình sẽ có được chút đỉnh lợi nhuận nhưng mà cũng có nhiều clip á, thì mình trắng tay cũng lỗ, nhiều khi lỗ luôn. Ít lỗ ít đó là có thu nhập nhưng mà ít, còn có những clip là mình trắng tay luôn cả nhà. Bữa nay mình mới nói cho nhà biết á, giống như những cái clip kỳ rồi nhá, giống như cái clip kỳ rồi đi là cái clip mà bé Sâm á, clip bé Sâm một ngày của bé Sâm á cả nhà. Thì thật sự cái clip đó không có tiền. Tại vì mình bị lỗi hay sao em. Thật sự cái clip đó không có tiền luôn. Còn rất là nhiều clip nữa mà tụi mình đăng lên đó, đều không có tiền, rất là nhiều. Ít cũng trên dưới 10 cái á, 10 video á. Thì mình bỏ công sức ra, mình bỏ chi phí ra để mình đăng lên cho cả nhà xem, hy vọng vào nó có thành công. Nhưng mà thật sự ra thì nó không có thu nhập vậy thì thật sự hai chồng mình cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi sao giờ, đăng lên cho niềm vui, làm cái kỷ niệm nào đó giữ lại để sau này con cái mình nó lớn lên nó nhìn thấy được cũng vui rồi. Không nhất thiết là đăng lên là phải có tiền đâu. Nhưng mà làm thì chắc chắn là mình với Nhi cũng có muốn thu nhập với cả nhà. Đúng rồi. Nhưng mà lỡ quay ví dụ như không có tiền mình có dành để cũng lưu lại kỷ niệm. Giống như cái clip mà bé Sam kỳ gọi mình chỉnh sửa 2-3 lần, nói cả nhà chứ đăng lên rồi sao. Có nhiều bạn hỏi thì sao mà cái clip của bé Sam, một ngày của bé Sam đâu mất tiêu mà đăng lên có mấy, có chừng 5-6 ngàn lượt xem gì đó. Ôi trời ơi, bị lỗi cả nhà ơi, thật sự cái clip đó bị lỗi xong rồi cái mình gỡ xuống đi, mình chỉnh sửa lại á, hy vọng là đăng lên nó sẽ không có bị lỗi nữa. Nhưng mà thật sự đăng lên vẫn lỗi bình thường. Bởi vậy cái clip đó đâu có đề xuất đâu, không ai coi hết chứ. Thôi kệ, để cho kỷ niệm nữa này con mình nó xem, nó nhớ lại hồi cũng con mình nó cũng vui, mình cũng vui. Rồi sao cũng giữ được kỷ niệm nào đó cho con đó cả nhà. Chứ không nhất thiết là đăng làm YouTube đăng lên là phải có tiền đâu. Nhưng mà bởi đó giờ mình làm chứ thu nhập cũng đâu có cao đâu. Nhưng mà làm chỉ vì đam mê cả nhà. Làm để muốn chia sẻ đến cả nhà về
miền Tây nè, về con đất và người miền Tây, về cuộc sống gia đình mình. Nói vậy đó, thì nếu như cả nhà đón nhận được những video này thì thật sự mình với gia đình rất là vui luôn á. Có những cái video đăng lên cả nhà xem rất là nhiều, hai chồng mình rất là vui, ai cũng vui hết trơn á. Nhưng mà có những video lên thì không có được nhiều lượt xem cho lắm, thì chắc chắn cũng buồn rồi, nhưng mà không sao, thôi như đăng lên để làm kỷ niệm thôi. Video của mình làm ra chưa có chất lượng nè, hình ảnh nè, về nội dung cũng chưa đặc sắc nè, tụi mình biết chứ. Nhưng mà thật sự giới hạn của tụi mình chỉ tới nhiêu đó thôi, thì biết như sao vậy em, đúng không? Với lại nhờ mọi người ủng hộ xem nhiều mình mới có động lực làm thêm. Đúng chứ rồi. Khả năng của tụi mình tới đó. Nhưng mà không sao, nếu như theo như anh nghĩ thì nếu như còn một lượng khán giả nhất định nào đó xem kênh mình, cho dù ít đi hoặc là nhiều, thì tụi mình vẫn giữ cái đam mê cả nhà, thật sự luôn á. Tụi mình lúc nào cũng sẽ giữ cái đam mê để tiếp tục để quay cho gửi đến những cả nhà những cái hình ảnh về gia đình, người miền đất và người miền Tây. Nhưng mà mình biết bữa giờ kênh của mình cũng sẽ tụt, bị tụt nhiều lắm cả nhà, tụt view rồi, không có đề xuất này nọ rất là nhiều luôn á. Giống như người ta xem video thời gian dài, người ta cũng chắc chắn là vậy thôi. Nếu như mình phải thay đổi về chủ đề, thay đổi về nội dung thì hy vọng kênh nó mới có đề xuất được cả nhà. Nhưng mà bữa giờ kênh của mình nó không có đề xuất, bởi vì lượt xem cũng giảm nhiều lắm. Nhưng mà thôi, làm gì đam mê. Có khán giả nào thì ủng hộ tụi mình thì hai chồng mình với gia đình rất là cảm ơn. Mà như anh thấy giờ trời tối anh ơi, như quay nó không được sáng nữa. Nó đúng rồi. Mình như... tranh thủ để quay hình ảnh nó không được đẹp nè. Nhưng mà anh thấy anh muốn ăn kết thúc video này. Giờ mình cũng ăn hết chén này thì mình sẽ kết thúc video ha. Vì hơi tối nên bị thiếu sáng nè. Đúng rồi. Rồi vậy là ba của cháu mình cũng ăn xong rồi đó cả nhà ơi. Thật sự giờ hình ảnh cả nhà thấy không? Hình ảnh rất là tối luôn á. Dạ nó tối quá, chiều quá rồi. Tại vì mình cũng không có cái máy, cái đèn để hỗ trợ quay video đêm khuya cả nhà, đêm tối. Bởi vì quay cho cái nhà giờ rất là xấu nè, hình ảnh rất là xấu. Bởi mình cũng tranh thủ kết thúc video nha nè. Rồi thì một lần nữa thì hai chồng mình cũng giúp video nè, với gia đình cũng cảm ơn cả nhà nhiều nha. Trong suốt 2 năm vừa qua cả nhà đã luôn yêu thương cũng như theo dõi gia đình cũng như là kênh của mình nha. Cảm ơn cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà. Thì hai chồng mình với gia đình cũng chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Rồi thôi thì video của ba của cháu mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà ơi. Rồi nếu như cả nhà yêu thích kênh Miệng Tí Yêu nhớ tiếp tục đồng hành, rồi like chia sẻ kênh, đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi ba của cháu mình, ba cả nhà nha. Bye bye. Bye.